Cố lên đội tuyển Việt Nam. Lúc này đây. Cố lên. Văn Toàn. Tôi rất xúc động. Tôi tự hào. Tôi vui quá cả nhà ơi. Rung hết cả người. Ôi. Tôi rung hết cả người. Mở nhãn chai ngay, tinh hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng. Cố lên đội tuyển Việt Nam. Lúc này đây. Cố lên. Văn Toàn. Tôi rất xúc động. Tôi tự hào. Tôi vui quá cả nhà ơi. Rung hết cả người. Ôi. Tôi rung hết cả người. Tôi hồi hộp quá. Tôi mong rằng là cái tiếp lúc này sẽ không bị sai. Hết rồi. Ui. Tôi hồi hộp lắm. Điện thoại trên tay của tôi đang rung bần bật. Ôi. Cả nhà chờ tôi một chút. Cố lên. Ôi Việt Nam ơi. Cố lên. Mọi người cùng với tôi hãy chờ đợi những khoảnh khắc này. Neil Etheridge. Cái cảm giác hôm nay nó đã lắm cả nhà. Bóng đá là như thế cả nhà. Tôi không. Thật sự là cái cảm xúc lúc này nó đã lắm. Còn ít giây nữa thôi. Bóng đá nó phải như thế này.
Không sao, không sao. Trọng tài ơi, hết giờ đi trọng tài ơi. Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã giơ tay báo hiệu hết giờ rồi trọng tài ơi. Tay tôi đã rung lên hết cả rồi. Chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Ôi, ôi. Các cầu thủ Philippines họ đang... Dạ dạ em chào anh. Các cầu thủ Philippines họ đang tranh cãi với trọng tài. Họ cho rằng bàn thắng của Phạm Tuấn Hải rơi vào thế việt vị, nhưng đã hết giờ rồi. Và chiến thắng chung cuộc là 3-2 cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi không biết phải nói gì nữa. Một trận đấu cảm xúc, ngày ra mắt của tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang Sik. Ôi, bóng đá cần những gia vị như thế này, phải là những cảm xúc như thế này. Đây có lẽ là thời điểm mà chúng tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Xin cảm ơn đội tuyển Việt Nam, họ đã mang đến những cảm xúc rất là tuyệt vời. Và trận đấu ngày hôm nay chắc chắn sẽ để lại rất nhiều cảm xúc đối với người hâm mộ vốn đã chờ đợi quá lâu để có được chiến thắng như thế này. Ngày hôm nay chỉ có hơn 11.000 khán giả đến sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam mà thôi. Nhưng thôi, sau trận đấu này thì mình tin rằng là số lượng người hâm mộ ở ASEAN Cup vào tháng 11 tới sẽ trở nên đông vui và nhộn nhịp hơn nhiều. Đã như thế này mới đúng là bóng đá. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng.